Ê, chào bạn Mai Tình Yêu đây. Sáng nay thì tôi tự ngắm mình trong gương và tôi soi kỹ từng từng mm trên cơ thể mình, và tôi nhớ đến điều một cậu bạn thân đã từng nói với tôi. Và cậu ấy hỏi tôi là: Mai Tình Yêu này, cậu có biết là cái đường cong hấp dẫn nhất trên cơ thể phụ nữ là gì không? Đấy là tôi trả lời: Này con trai các cậu ấy, thì không ngắm ngực tấn công thì chắc chắn là mông phòng thủ phải không? Hay là ngực này, hay vòng mông, hay vòng eo? Thì cậu bạn ấy chỉ xoa đầu tôi một cái rồi bảo: Con gái các bà chỉ được cái suy nghĩ đen tối. Bà có biết không, cái đường cong hấp dẫn nhất trên cơ thể phụ nữ thì với cánh đàn ông chúng tôi nó đơn giản lắm. Nó không phải cái gì khác mà chính là nụ cười. Nó là thứ đầu tiên cuốn hút tớ, cậu bạn ấy đã nói với tôi. Và những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời tớ, khi mà những đường nét khác đã mờ nhạt thì nụ cười thường là thứ duy nhất còn đọng lại. Hỡi cô gái của tôi, như bạn đang xem clip này thì hãy bắt đầu ngay bằng nụ cười đẹp nhất của bạn, để bạn là người phụ nữ có ý nghĩa nhất trong cuộc đời người đàn ông của mình. Và hãy bình luận dưới clip này nói rằng: Tôi luôn khoe đường cong đẹp nhất trên cơ thể mình.